tại cái bác sĩ đưa điện thoại nè, nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình, cái nói chuyện với ông Luật. Ông Luật nói em sao rồi, em đang em sao, ủa sao gọi điện thoại được. Nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói ủa rồi em đang làm gì, bác sĩ đang mai cho em. Nói trời đất ơi, đang mai mà còn gọi điện thoại. Gọi điện thoại nữa hả? Ừ, bác sĩ đang mai, bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh. Có cái gì đó. Cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào anh? Thấy tù lao. Và thật sự ra là lúc đó mình mắc cười lắm. Mình nói hả, trời con giận mà Trang bả lì vậy chứ. Bác sĩ đang may cho bà mà dám gọi điện thoại cho mình. Hả? Nói là à, bác sĩ đang may cho em. Anh Luật à? Dạ đúng rồi. Anh Luật là người rất là hòa đồng, vui tính với lại tất cả anh em, và lúc nào cũng để ý muốn cho anh em vui để mà tạo được cái năng lượng tích cực ở trên cái phim trường của mình. Và anh Luật game với Luật giống như một chỗ là không muốn trong cái đoạn phim mình có tiêu cực và có những cái sự lớn tiếng với nhau. Thì anh Luật là một cái người, cho nên chính vì vậy mà anh Luật là người lúc nào cũng tiên phong tạo ra cái năng lượng tích cực. Đương nhiên là không. Không bao giờ. Oh no. Vậy là mình đóng phi à? Có chứ, có lên hợp đồng và có đưa ký, nhưng che cái chỗ tiền lại. Không cho biết, không gì hết. Trời ơi, đâu có khả năng, đâu có cơ hội mà về túi của anh em. Nó không ghé thăm anh một lần nào luôn. Anh không nhìn được nó luôn mà. Anh chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nghe loáng thoáng là nhân viên nói là anh Luật ơi, lưu anh Luật đứng dưới đây nè. Có đoàn lo hết em ơi. Ví dụ mà đi phim thì có trợ lý cầm tiền theo mà. Mình muốn ăn gì trợ lý lo, muốn mua gì trợ lý lo. Xong về giải chi lại với công ty. Muốn uống gì trợ lý lo, xong rồi về đưa tiền. Có cái bill đó về để công ty trả tiền lại hết. Anh đỡ cái có người lo hết, cho nên anh cũng không cần xài tiền nhiều. Ít khi nào phải, khi nào anh lâu lâu á. Anh nên nói thiệt đi, chứ lâu, anh nói lâu. Vậy mọi người cứ nghĩ em là siết tiền anh dữ lắm. Lâu lâu, không nghe nói từ lâu lâu hả? Không có lâu lâu ở đây. Lâu lâu, bao nhiêu lâu rồi em chưa cho tiền anh? Bây giờ đó, bây giờ nói thẳng đi, bao nhiêu lâu rồi em chưa cho tiền anh? Tháng cho một lần. Tháng một lần cho nhiêu, nói coi. Trời ơi, cũng 7-8 triệu chứ ít gì. 7-8 triệu, em nói mà. Trời, có gì đâu, mở miệng nói. Có dừng chăn làm chứng nè, 1 tháng 5 triệu. 5 triệu, có phim cho hơn. Lúc đầu 3 triệu. Oh no. 3 triệu hồi đời nè, rồi xuống rồi. Sau 5 năm có ai làm một cái việc gì đó sau 5 năm từ 3 triệu lên 5 triệu không? Có khi 7-8 triệu lận. 7-8 triệu là lúc đó là vui thiệt là vui. Vui mới cho tiền chứ không vui sao cho tiền anh. Vui mới cho tiền chứ không vui sao cho tiền anh. Cười quá rồi, cái cho tiền xong rồi cái khích lên quá cái quýnh người ta luôn. Tạm đây luôn. Anh đâu có tốn tiền chuyện đó. Anh thích mua gì là anh order. Tự mua, tự order xong về nhà chị tự trả tiền. Mà anh đâu phải mua là mua tặng, nói là tặng quà cho vợ, nhưng mà phải mua hai cái. Nếu mà hiểu tặng vợ thì chắc vợ theo. Nghĩa là khi mà hai đứa mà đi du lịch hay gì đó, mua một món đồ hiệu gì đó thì mình sẽ dắt vợ vô, nói cái này đẹp với em này, em mua đi. Bạn này thì rất là sợ tốn tiền, nó hôi mắt của hoài không mua đâu. Mình còn nhiều thứ phải làm nữa anh ơi. Nó nói không, mình cứ mua đi, không sao đâu, con gái mà cũng phải một hai cái món đồ hiệu. Với lại em bây giờ em đi ra event được nhiều sự kiện nhiều thì em cần phải cái này. Nó không phải là em khoe, nhưng mà nó như một cái phụ kiện, nó đi theo em để cho cái em bước vô đó thì nó phải đẹp. Gái ai thích đẹp mà. Thôi kệ, em mua đi em. Cái bà vừa mua xong cái giờ tới phiên anh mua. Không à, anh không hoàn hiệu nhiều. Anh là chỉ có đúng một cái giỏ là vợ anh mua, còn tất cả những cái thứ còn lại là anh đi xin không đó. Đi xin không đó. Anh mà thích cái gì quá cái làm bộ, ví dụ như tới ngày sinh nhật của anh cái làm bộ em nhắn, ê túi này đẹp mà tôi bay, cái là tụi nó hùng tiền vô mua cho anh. Chị biết chứ, và chị rất là ủng hộ anh làm. Chị rất là ủng hộ. Nhờ sự ủng hộ của vợ anh và nhờ cách anh chơi với lại em Út. Bây giờ đó hai vợ chồng anh cô đơn, thấy có hai ngồi xung quanh không? Tôi nói vậy, ở nhà nhờ cha mẹ ra đường, nhờ bạn bè. Cô lan lo cũng không có ghen, tại vì có người, có thứ nhất là có trợ lý đi theo, thứ hai là có tài xế đi theo.
Có khi nào mà xa lâu, thiệt lâu thì hãy suy nghĩ vu vơ thì có. Nhưng mà thời gian mà anh chị xa nhau lâu nhất là bao nhiêu ngày? Một tháng. Thế là mình có gọi điện FaceTime hay là nhắn tin gì? Ngày nào cũng gọi, nhưng mà cũng không bao giờ là đủ. Chắc là gọi là cũng cà khịa nhau thôi đúng không? Bắt đầu là cà khịa, xong rồi bắt đầu suy nghĩ bâng quơ rồi thì kia, nói tầm bậy bạ, cái hai đứa gây lộn. Gây lộn thì một quê, vậy đó, cứ vòng vòng lẫn quẩn đi qua. Tụi anh không có quy tắc chung nữa, tụi anh sống cho cảm xúc là chính. Tại vì nói chứ cả nhau cách mấy mà nói ngủ chung giường mà không quay mặt mỗi người một hướng thì cũng như không. Anh chị không có cái đó, nhưng mà chắc chắn là sẽ ngủ chung, bằng mọi giá sẽ ngủ chung. Nhưng không có chuyện là giận rồi mà kêu là em anh đi ra ngoài đi, thì tôi đi ra ngoài hỏi cũng vòng vô lại. Vòng một lần không được, vòng vô lần hai, lần ba thì cũng phải siêu lòng, cũng phải cho vô ngủ thôi. Chứ không có chuyện mà. Và cái quy tắc của anh với lại Trang là khi có mâu thuẫn hay là cái gì đó không hiểu là mình giải quyết ngay tại chỗ. Không có để qua đêm. Không có để chất chứa trong lòng. Tại vì sợ nhất là những cái mâu thuẫn mình để chất chứa trong lòng. Có thể lúc đó mình chưa thông, mình để trong lòng, mình một cái khác nó chồng lên, cái khác nó chồng nữa. Tới lúc nó đầy hết trong lòng rồi, chỉ cần một cái chuyện nhỏ xíu là nó bùng lên thành một lửa lớn liền. Cho nên là mình phải giải quyết liền. Có đâu có không ai làm lại, thấy nhiều người làm lại lắm chứ. Tại vì mình thì không có nhìn xung quanh. Khi mà bắt đầu mình phát triển, mình làm nhất là trong nghệ thuật này thì mình cứ mục tiêu của mình là phải đi tới đó, chị hai vợ chồng nắm tay đi tới đó, không nhìn xung quanh. Đó là cái cách mà mình sống trong nghề, không nhìn xung quanh, không gạt dò, không lớn, cứ tới đường mình đi thôi. Tới đúng thời điểm đó, có ai xếp trước thì mình đứng chờ, người ta đi thì mình đi, người ta đứng thì mình đứng, chứ không có chuyện là mình gạt người ta qua, mình đạp đổ người ta để mình chạy lên, không có. Cho nên là cái đó thì giữa hai vợ chồng có một cái điểm chung đó. Đụng thử đi biết. Có chưa, là rất nhiều người muốn đụng mà đụng thử đi biết. Có nghĩa là hiền, lành tính, chứ không phải dễ tính nha. Lành tính khác dễ tính nè. Lành tính có nghĩa là tôi không thích tranh chấp, nhưng mà khi bắt buộc tôi phải tranh chấp, bắt buộc tôi phải đổ máu là tôi dám đổ. Có nghĩa là chén cơm của tôi đang cầm, tôi không giật chén cơm của bạn, mà bạn giật chén cơm của tôi là tôi chơi bạn liền chứ mắc gì. Tại vì bạn giật chén cơm của tôi là vợ tôi đói, con tôi đói, gia đình tôi đói. Cho nên là nếu cần đổi là mình dám đổi. Đó, nó vậy thôi, đơn giản như vậy. Em không. Mơ lắm. Không. Không là gì? Là sao? Mình còn đâu tuổi gì, mình còn trẻ măng mà làm gì nghỉ ngơi. Mình còn trẻ măng mà làm gì nghỉ ngơi. Không có, không nghỉ ngơi bây giờ. Không phải là nghỉ ngơi bây giờ, mà là đến một cái thời điểm nào đó anh chị sẽ kiểu có chứ. Nhiều không, mình không nghĩ tới. Thời điểm nó xa lắm, mình đừng nên nghĩ tới. Thật sự ra anh là anh có nghĩ, ví dụ như mình làm tới khoảng 60-70 tuổi gì đó, là mình lúc đó là mình chỉ đi du lịch thôi, rồi mình nhận những cái dự án nào mà mình sợ những cái cảnh là khi mình lớn tuổi rồi mình không có một cái khoản dư cho bản thân mình là gánh nặng của con cháu gì đó, thì lúc đó mình phải loay hoay với cái mưu sinh nữa. Mình phải làm sao, phải vận động thế nào mà tới khi mà ở cái tuổi mà như là 70-60 gì đó, 60-70 gì đó, là mình không còn phải chạy đi xin việc, chạy đi tìm việc. Lúc đó mình thích thì mình làm cho cái đam mê của mình sống cho cái đam mê của mình. Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi du lịch, mình muốn đi mình đi chơi, mình muốn xài là mình có tiền sẵn mình xài. Lúc đó mình không còn phải lệ thuộc ai hết. Đó là cái ước mơ đâu phải của Luật với Trang đâu, mà của hàng triệu người, hàng trăm tỷ người trên trái đất này, ai cũng ước muốn có một cái kết như vậy hết. Mà muốn có một cái kết như vậy thì ở cái tuổi này mình phải làm không ngừng nghỉ. Trong cái khoảng thời gian đó, cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình á, tự nhiên mình tự thấm mà tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó. À. Trời ơi, đây là một cái ca chứ bao giờ có. Trước giờ người ta chỉ có những cái ca vậy nè. Ôi em cảm thấy mình vĩ đại, mình đẻ được con. Ủa, sao mình đẻ được cái đứa này vậy ta? Ủa sao con mình xấu vậy? Nhưng trường hợp mà con mọi thứ quyện lại thành một khối mờ mờ. Không thấy, thiệt. Em có thú nhận với bác sĩ là thiệt ra em bị cợn, em không thấy gì không? Không, hay cũng khóc cho đúng kịch bản vậy luôn. Khóc chút xíu vậy thôi, mình dạng mũi lòng, mình khóc chút xíu vậy thôi. Lúc là đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ. Trời, thì mình bị tức vậy thôi. Xong cái bác sĩ mai lại, cái bác sĩ đưa điện thoại nè, nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình, cái nói chuyện với ông luật nói em sao rồi, em đang em sao, ủa sao gọi điện thoại được, nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói ủa rồi em đang làm gì, bác sĩ đang mai cho em.
đang mai mà còn gọi điện thoại. Gọi điện thoại nữa anh. Ừ, bác sĩ đang mai, bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh. Đó, nghe cứ nghe chào. Cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào anh? Thấy tàu lao như vậy. Và thật sự ra là lúc đó mình mắc cười lắm. Mình nói hả, trời công nhận bà Trang bả lì thiệt chứ. Bác sĩ đang may cho bà mà dám gọi điện thoại cho mình. Nói là bác sĩ đang may cho em. Ôi, vợ mình bảnh thiệt. Mình tự hào vì vợ mình lắm. Sau khi hết thuốc tê, khóc như mưa. Mà làm được ám ảnh, gây cho mình có sự ám ảnh tới bây giờ. Mà mỗi lần mà nhắc tới mà sẽ sanh thêm con rồi, anh hay bị sợ. Anh là người sợ chứ không phải là Trang nha. Anh là người sợ là vậy đó. Anh sợ nhìn cái cảm giác thấy vợ mình đau đớn rồi quằn quại khi mà, tại vì mình hiểu được cái cảm giác, em hiểu được cái cảm giác là người ta vừa sinh mổ xong, người ta chỉ nằm yên một chỗ, người ta chỉ cần nhúc nhích là người ta đau. Đỡ bạn ấy ngồi dậy thôi mà hai người đỡ, mà đỡ lên tới đâu nước mắt rớt tới đó. Nó đau đớn tột độ, và khi bạn tập đi á là cái ngón chân bạn nhúc nhích vậy nè. Trời ơi, mình nhìn thấy được cái sự đau đớn đó, mà anh bị sợ cái cảm giác nhìn thấy đó. Anh bị cái là anh hơi yếu đuối. Con anh hồi nhỏ tới lớn anh không dám dắt nó đi chích luôn mà. Anh sợ nhìn thấy nó bị chích, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ đến kế nó sẽ khóc. Vậy là trong nhà đã chị anh rất là sợ kim hơn, đúng không ạ? Anh rất là sợ kim, anh sợ kim chứ. Nhìn thấy cái kim là anh sợ, là cho nên là mỗi lần hồi xưa từ nhỏ lớn đi chích là ba anh với lại vợ anh đưa con đi. Lần đầu tiên gặp Andy á là cái cảm giác nó khó tả lắm, nó cũng cảm động thì cũng không phải cảm động, mà sung sướng nó không phải sung sướng, nó nhiều thứ trong đầu mình lắm. Chỉ là cô y tá kêu là đứng lực ở đây nhận con nè, là mới đi một vòng cái mình đứng ngay chỗ Andy. Bà nói ủa sao biết chắc chắn nó là con mình, nó nhìn nó chờ bà nhìn hai cái trán giống như Trang chứ không phải con gì. Thì lúc đó mới biết là cô y tá đùa, là cố tình đi qua Andy coi mình có đứng lại không, mà đứng ngay chân Andy luôn. Thì nó đỏ hỏn à, mình nhìn trong đầu nó ủa chết cha sao nó đen dữ ta, thì nó đỏ quét à, hết rồi sao Andy nó đen rồi. Cái mọi người nói mình, cái đầu tiên mình đi coi tay coi chân của con coi nó lành lặn hay không, rồi thấy nó khóc lớn, cái mình quay qua mình hỏi gia đình, nó khóc lớn thì là nó sao ba, khỏe đó con, thì kia nó cũng vui. Lúc đó bắt đầu một tiếng sau cái cảm xúc của mình nó sẽ khác, rồi lúc đó chỉ trông gặp vợ thôi chứ không có, nó thiệt sự là không muốn trông gặp con, tại vì biết là vợ mổ rồi. Lúc vô thăm ở phòng hồi sức đó thì bà nói là bà cắt nước, tính lấy nước cho bà uống rồi bị đá chửi. Mình dung hòa với tay với tay, có nghĩa là mình vẫn cho con có ý kiến của nó, mình không có ép buộc con là cái này nó phải gì cái kia phải gì. Cho nó những cái nào mà mình kiểm soát được thì mình sẽ cho nó thử, những cái nào mình cũng không kiểm soát được thì mình không có khuyến khích con thử. Có chứ, có thời gian rảnh là mình với con sẽ gặp nhau, sẽ nói chuyện với nhau. Và thật sự ra Andy thì quấn quýt với mẹ dữ lắm, có bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cuộc sống, trong lúc học hành rồi này kia thì mẹ là người biết trước đầu tiên. Tại vì tối nào Andy cũng phải vô trong phòng tâm sự với mẹ, rồi lâu lâu thì hai mẹ con phải dắt nhau đi chơi, đi shopping rồi này kia, gia đình cũng dắt nhau đi chơi xử đúng. Ví dụ ba sai thì phạt ba, ví dụ Andy sai thì phạt Andy sai thì bắt Andy quỳ gối, ba sai ba cũng phải quỳ gối như nhau hết đúng không chị? Xử đúng, tại vì mình phải tập cho con mình cái thói quen, cái nào đúng là phải thực thi, không được đưa cho nó cái chuyện mà ví dụ như giờ mình lớn mình sai, mình có thể năn nỉ quen biết đồ này kia kia nọ, rồi nó sẽ tạo thành cái thói quen là nó sẽ ỷ lại cái chuyện là nó sau này nó lớn lên nó ỷ vào một cái, ví dụ nó ỷ vào cha mẹ nó không còn làm đúng nữa. Cho nên là bất cứ khi nào dắt Andy ra đường hay gì đó, mình phải tập cho con mình đúng trước đã. Đúng, bình thường Andy không có một món đồ nào gọi là quá xa xỉ, và khi Andy mua một cái món đồ nào mà nó mắc tiền đó là Andy xin có khi gần cả năm trời mới được đó. Mình không cho nó thấy cái sự dễ dãi đó. Nó mê xe đạp thì nó phải xin đi xin lại và phải đưa ra những cái KPI cho nó, là con phải đạt được cái này, con phải đạt được cái này. Và khi nó đạt được rồi đó, thì mình mới hướng cho nó là con biết cái giá trị của cái xe này không.
Cô biết cái giá trị của xe này, cái xe này nếu mà để có xe này thì ba với mẹ là phải làm ngày làm đêm bao nhiêu ngày. Đó, thấy thấy ba với mẹ mệt mỏi, về mệt mỏi này kia đó là do đi làm để kiếm tiền mua xe này thôi. Anh ở nhà anh là người dễ dãi, sao cũng được. Trang là đóng vai hát. Anh là nữ hoàng thân thiện mà. Thật sự là mình không thích làm cái vũ trụ, vũ ơ gì ở đây đó. Mình không có quen dùng cái từ vũ trụ. Mình chỉ biết là giống như là khán giả còn thương, khán giả còn ủng hộ thì mình sẽ còn... Tại vì mình khi mình làm phần 2 thì mình đã có, mình đã lên một cái plan lý tưởng cho phần 3, phần 4, phần 5. Có một cái câu chuyện và những nhân vật xuất hiện trong phần 2 không phải tự nhiên mà xuất hiện. Đó, cho nên là nó sẽ có cái câu chuyện, nó sẽ dính với nhau. Mình không phải là theo cái mô típ là câu chuyện của phần 2 và phần 3 không liên quan tới nhau. Lạnh. Lạnh. Rất lạnh. Cái thời tiết nó lúc đầu mình nghĩ cái thời tiết nó sẽ thuận lợi cho những cái cảnh hành động. Nhưng mà khi mà quay á thì lên Đà Lạt lúc đó là tháng 12 thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian lạnh nhất của Đà Lạt. Mà quay xuyên đêm, quay trong rừng mà quay tới sáng thì lại chính lại cái không khí lạnh nó lại một cái sự đó cản trở rất lớn so với cho cái sự diễn xuất của diễn viên, bởi vì khi mà lạnh quá cái cơ mình sẽ bị cứng, nó cứng và mà đóng những cảnh hành động thì nó sẽ dễ bị tổn thương, dễ bị dập bẻ, gây trở ngại cho diễn xuất của tất cả mọi người. Thực sự là lúc đó là cái sự lo lắng là mình chỉ dành cho nhau khi mình về tới nhà mình, còn khi ra ngoài phim trường đó là cái sự lo lắng Luật và Trang nó dành cho tất cả các ekip. Chỉ khi nào mà xong cái set quay đó về nhà rồi thì em Trang mới hỏi là anh có sao không, hay là Luật mới hỏi em có sao không. Mình ra ngoài có chức tất cả là công việc đó. Tất cả những cái vấn đề trên phim trường mình đều có thể xử lý và giải quyết được hết. Thực sự ra ngoài phim trường á, anh mới là người nhõng nhẽo nhiều hơn Trang. Anh nhõng nhẽo với Trang dữ lắm. Anh có thể kể cụ thể được không ạ? Rồi, bất cứ một cái pha hành động nào là anh đều khóc với Trang đó. Anh làm đâu, Trang mới tới dỗ dành anh này nọ, anh mới làm. Vậy là lên tới phim trường là vai trò mình đổi ngược lại đúng không ạ? Đổi ngược lại á. Dạ, tại vì lâu lâu anh mới có cơ hội đi nhõng nhẽo mà. Là bình thường ở nhà không được nhõng nhẽo ha? Nhà nhõng nhẽo bị quánh liền á. Giờ anh không được nhõng nhẽo. Không, tại vì anh chị làm anh chắc mặt bền anh ơi. Nghĩa là mình đủ tiền mình mới làm, họ không đủ tiền mình không làm. Và đây một phải mình nói là để mình khoe khoang hết thì Tiến Luật và Thu Trang chưa bao giờ thiếu nợ anh một đồng nào hết khi ra ngoài phim trường. Chắc có lẽ là mình quá nhiều thứ để lo, mình còn cha mẹ hai bên, còn anh chị em rồi các kiểu, mình phải lo, cho nên mình làm gì mình tính kỹ lắm. Mình sợ thí dụ như mà lỡ như chẳng may mà phim không thành công, mình mất cái tiền nó đi thì mình cũng phải còn một cái số tiền mình thủ thân để mình còn lo cho gia đình nữa. Chứ mình bán, mình có cái nhà mình bán luôn mà cha mẹ mình đi đâu. Bên mình có chứ, có kế hoạch đó. Đang có kế hoạch, đang thực sự ra là mình đang tìm. Tại sao mà mình không đăng tuyển? Bởi vì thứ nhất là khi đăng tuyển thì mình phải bỏ rất là nhiều thời gian để mình lựa chọn. Và cái tầm quy mô của công ty nó phải lớn nữa thì mình mới có thể là nuôi một lần 7, 8, 9, 10 cái lần để mình chọn ra cái bạn xuất sắc nhất. Còn bây giờ thì mình đang tìm cái bạn nào, nhân tố nào mình cảm thấy là sẽ ổn thì mình sẽ tới để mình nói chuyện, mình kéo về công ty của mình. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của chị đã có 2 talent thì vẫn để cho các bạn đang đào tạo, các bạn để cho bạn học hỏi. Thì không biết là chị Trang trong cái quá trình đào tạo mình có phải là một người khó tính không? Chị chỉ khó tính về cái bên ngoài thôi, còn những cái về mà chuyên môn đồ này nọ thì các bạn phải từ từ có thời gian. Và những cái về chuyên môn thì chị sẽ cho các bạn đi học đúng những cái lớp mà của những thầy cô chuyên môn đó dạy, chứ chị không phải là người trực tiếp dạy các bạn. Chị chỉ là người truyền đạt lại cái kinh nghiệm của mình như thế nào và về nói chuyện với các bạn về cái cách đối nhân xử thế, cái đạo đức trong nghề như thế nào, thì chị sẽ người chịu trách nhiệm cái đó. Còn về những cái chuyên môn mà học hành diễn xuất hay là mình học về diễn đồ này nọ là chị phải có thầy cô kinh có rất là nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi để họ chỉ dạy lại cho các bạn. Nói chung là nghề không biết thì có thể dạy. Dạ.
chứ đạo đức thì có. Đạo đức không có là thua. Có thể bạn diễn viên bạn diễn không tốt, nhưng mà bạn lễ phép, đạo đức bạn tốt thì cơ hội của bạn cũng sẽ đến. Thì không biết là trong cái năm 2021 này anh chị có một cái mong muốn gì nữa không? Mong muốn lớn nhất là nó khôi phục lại cái nền kinh tế. Cái nền kinh tế của chung của Việt Nam, của thế giới Việt Nam, và cái nền điện ảnh nó cũng phải khôi phục lại. Thì như vậy thì những người sản xuất giống như Trang với Luật thì mới có thể làm được những cái bộ phim hoặc là những cái dự án mà đã đình trệ từ năm 2020. Mình chỉ cầu là dân giàu thôi. Dân càng giàu thì anh em nghệ sĩ, anh em làm nghệ thuật sẽ càng sống khỏe.